Quỳ rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Nghe và Suy Ngẫm. Kính thưa quý vị và các bạn, khi còn tuổi đôi mươi, chúng ta có thể dễ nhầm và đi sai vì còn thời gian và cơ hội để làm lại. Thế nhưng khi bước qua nửa sau của cuộc đời, thời gian lại càng trở nên quý giá hơn, không cho phép bản thân mắc phải những sai lầm tai hại. Biết rõ việc gì nên làm, việc gì không, để ta có thể sống phần đời còn lại trong cảnh an nhàn, hạnh phúc hơn. Ba sai lầm phá hủy mọi thành quả tích lũy. 1. Ham mê cờ bạc, nói mãi chẳng sửa, bất luận cảm xúc của bản thân. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng cờ bạc có thể hấp dẫn con người và gây nghiện. Tính chất cạnh tranh hơn thua trong các hoạt động này đã được giới khoa học chứng minh là một yếu tố khiến con người hưng phấn. Cờ bạc còn được xem là một giải pháp đơn giản giúp nhiều người giảm căng thẳng và tạm thời xua tan những nỗi lo lắng về tài chính. Tuy vậy, việc tham gia những hoạt động cờ bạc thường xuyên đến mức trở thành một con nghiện có thể dẫn đến nhiều tác hại khôn lường về mặt sức khỏe và tâm lý của con người. Những người nghiện cờ bạc phải liên tục đối mặt với nguy cơ trầm cảm, chứng đau nửa đầu, các chứng rối loạn tiêu hóa và những nỗi lo lắng thường trực. Về lâu về dài, cuộc sống đầy rẫy những triệu chứng bất ổn này có thể đẩy nạn nhân đến những hành vi nguy hiểm như làm tổn thương bản thân hoặc tổn thương người khác. Không nên nhầm lẫn thói nghiện cờ bạc là một vấn đề về tài chính. Nó là một hiện tượng thuộc tâm lý và cảm xúc của con người, nhưng lại gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về mặt tài chính, làm sứt mẻ các mối quan hệ của người nghiện, thậm chí hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống của họ. Bất kỳ ai tham gia những hoạt động có tính chất bài bạc hoặc cạnh tranh hơn thua đều có nguy cơ bị nghiện nếu họ không có nhận thức đầy đủ về những hậu quả có thể xảy ra và trách nhiệm của bản thân mình ở trong đó. Những người này chỉ kịp nhận ra tình trạng bất ổn của bản thân khi xảy ra vài hậu quả hoặc thiệt hại nghiêm trọng. Điều đáng quan tâm là nhiều người trong số những nạn nhân của thói nghiện cờ bạc vốn dĩ là những người có trách nhiệm và biết lo toan cho gia đình. Nhiều khảo sát cho thấy những người này bắt đầu sa đà vào cờ bạc sau một vài sự kiện khiến họ phải thay đổi hành vi hoặc nếp sống như về hưu, thất nghiệp, khó khăn trong cuộc sống và những biến cố gây sang chấn tâm lý. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy những người đã rơi vào tình trạng nghiện một thứ gì đó thường dễ có xu hướng nghiện tiếp một thứ hay nhiều thứ khác. Vì điều này, một số người nghiện cờ bạc cũng đồng thời có thói quen nghiện rượu chè hoặc trác táng. Một số triệu chứng của thói nghiện cờ bạc: khao khát đường tham gia các hoạt động có tính chất hơn thua, dễ rơi vào tình trạng trầm cảm hoặc ân hận sau khi đốt tiền vào những cuộc đỏ đen, càng lúc càng muốn chơi nhiều hơn bất kể thắng hay thua. Đặc biệt sau mỗi lần thua, họ lại càng gỡ gạc thay vì dừng lại, nợ nần chồng chất. Phần lớn, càng con bạc tiêu hết tiền của bản thân, mượn tiền hoặc vay nợ từ người khác để chơi. Những người nghiện trầm trọng thậm chí dẹp bỏ hết mọi chuyện khác để tập trung đánh bạc với mong muốn gỡ gạc. Số tiền đã mất một cách nhanh chóng, mất khả năng tự chủ và họ tiếp tục đánh bạc bất chấp mọi sự ngăn cản và những hậu quả tiêu cực đã xảy ra. Liên tục thất bại trong việc cai nghiện và thường xuyên bị ám ảnh bởi những mong muốn gỡ gạc, ăn thua đủ với người khác hoặc làm giàu nhanh chóng mà không phải lao động vất vả. Một số người khi tích lũy được một chút của cải liền nảy sinh tâm lý thích mạo hiểm để tìm cảm giác mạnh. Ban đầu, đó chỉ là những cuộc chơi nhỏ, ai thắng thì mời nhau bữa cơm, ai thua thì ngậm ngùi, tiếc nuối, coi đó như một phương thức giết thời gian thông thường. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, họ lại càng hao phí nhiều thời gian và tâm trí của mình vào từng canh bạc đỏ đen, bỏ mặc gia đình, bỏ mặc sự nghiệp, cũng là bỏ mặc cả tương lai. Cờ bạc là một thói hư tật xấu tiềm tàng trong bản chất của mỗi con người. Trong chúng ta, ít nhiều đều có máu liều mạo hiểm, coi cuộc đời là một canh bạc lớn, tham vọng càng nhiều thì mức độ càng nghiêm trọng. Một khi hình thành tâm lý tham lam và ôm lòng may mắn,
chúng ta sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi ham mê cờ bạc, ngày càng lún sâu vào vũng lầy không lối thoát. Nếu ham mê cờ bạc thì đến núi cũng mòn, đến biển cũng cạn. Ham mê cờ bạc nói mãi chẳng sửa, bất luận cảm xúc của bản thân, là một trong ba sai lầm phá hủy mọi thành quả tích lũy hơn nửa đời người. 2. Yêu đương vụng trộm ngoài giá thú, không biết trân trọng gia đình và những người xung quanh. Khi mới cưới nhau, ai ai cũng kỳ vọng về một cuộc sống hoàn hảo về mặt tình cảm. Người vợ hoặc người chồng đều đặt hết niềm tin vào đối phương. Cho đến một ngày, một trong hai người họ bất chợt phát hiện ra sự lừa dối khủng khiếp. Đó chính là từ người mà mình đã đầu ấp tay gối mỗi ngày. Lúc này đây, ngoài sự thất vọng, ngoài sự vất vả đối với việc lo cho cuộc sống gia đình, họ còn thêm gánh nặng của sự suy sụp về tinh thần, niềm tin bị phá vỡ. Việc ngoại tình, cho dù sau này có giải quyết êm thấm mọi chuyện đi chăng nữa, thì giữa họ vẫn có những vết nứt vô hình, không thể nào liền lại được như ban đầu, có thể gây nên những căn bệnh thuộc về tâm lý như bệnh trầm cảm. Không chỉ tạo nên khoảng cách giữa hai vợ chồng, việc bố hay mẹ ngoại tình còn tạo nên sự ảnh hưởng tâm lý vô cùng lớn lao cho những đứa trẻ, tùy thuộc vào từng độ tuổi của chúng mà có những mức độ ảnh hưởng khác nhau. Hàng ngày, các con sống trong sự bao bọc êm ấm và thuận hòa của cha mẹ. Ngày trôi qua, những trận cãi vã xảy ra, cho dù vợ chồng đóng cửa bảo nhau, nhưng liệu có che mắt được những đứa trẻ ngày càng lớn? Chúng nhận ra rằng cái vỏ bọc hạnh phúc kia thực ra chỉ là dối trá. Bố mẹ chúng đang cố lừa dối những đứa con. Chúng sẽ trở nên chán nản, ấm ức, hậm hực với bố mẹ, có những hành động chống lại bố mẹ. Đây thực chất là phản ứng để đòi hỏi sự chân thành và mong muốn một cuộc sống hạnh phúc như trước kia. Nhưng trong độ tuổi chưa đủ lớn để hiểu biết, chúng chỉ có thể hành động theo cảm tính. Nhẹ thì lầm lì, ít nói, nặng thì chán đời, bỏ học, hơn nữa thì bỏ nhà đi theo bạn bè xấu nhằm giải tỏa những cảm xúc tồi tệ bị ảnh hưởng bởi việc ngoại tình của bố hoặc của mẹ. Những người làm cha mẹ đó vô hình chung trở thành tấm gương không hề tốt cho con cái. Chúng có thể sẽ hành động và trở thành những con người giống như vậy. Dù sự việc có xảy ra theo một cách nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào phủ nhận rằng vết thương tâm lý sẽ theo những đứa trẻ này đến suốt cuộc đời và gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc sống sau này của chúng. Ngoài sự ảnh hưởng về vợ chồng con cái, bố mẹ hai bên cũng là một nhân tố bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Ở tầm tuổi những người đã lập gia đình và có con cái, bố mẹ của họ chắc chắn cũng không còn ít tuổi nữa. Ở họ đã và đang tiềm ẩn những căn bệnh của tuổi già. Chính vì vậy, việc tạo những cú sốc tâm lý cho họ sẽ là tác nhân thúc đẩy những căn bệnh đang dần hình thành kia, khiến họ không chỉ suy sụp về mặt sức khỏe mà tinh thần cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Đương nhiên, đó không phải là cách báo hiếu của những người con tốt. Có những ông bà bố mẹ tuổi cao sức yếu chỉ vì tuổi trẻ nông nổi, đôi lúc khiến chúng ta không thể nào khống chế được lời nói và việc làm của bản thân, dễ phạm phải một số sai lầm không đáng có. Thế nhưng, khi đã tới tuổi trung niên, kinh qua càng nhiều trải nghiệm, nội tâm lại càng phải trở nên trầm ổn và tỉnh táo. Đối mặt với thời kỳ quá độ của hôn nhân, khi tình yêu chậm rãi chuyển dần thành tình thân, sinh hoạt hôn nhân cũng dần dần mất đi sự nhiệt huyết, không ít người kém bản lĩnh bắt đầu tìm kiếm cảm giác mới mẻ, để rồi rơi vào vòng xoáy yêu đương vụng trộm, phản bội gia đình, phản bội chồng hoặc vợ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, đến con cái, người thân, mà còn tác động rất lớn đến danh tiếng và vị thế của bản thân ngoài xã hội. Hành động ngoại tình sẽ khiến người khác coi thường, tài năng đến mấy cũng không thể nào được đánh giá cao, đánh mất hình tượng là nhỏ, tự hủy hoại tiền đồ của mình mới là lớn. 3. Tâm tính bất ổn,
cảm xúc, tiêu cực. Muốn sống tốt cả đời này, chúng ta cần dựa vào tâm tính của bản thân. Sự cân bằng từ nội tại bên trong sẽ giúp cuộc sống trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Chỉ cần phù hợp với thói quen, cách sống và hành vi, chuẩn tắc của mỗi người, chúng ta có thể tìm được hạnh phúc mà không cần phải đạt thành tựu lớn lao, phải kiếm túi tiền to. Có người nói rằng, chúng ta không có thời gian để đọc sách, nhưng lại có rất nhiều thời gian để nghĩ quá nhiều chuyện. Không có biện pháp điều tiết, không có phương pháp thích hợp, cùng với nền tảng trí thức và bản lĩnh năng lực, ta rất khó có thể hiểu thấu và biết tận những đạo lý quan trọng trong cuộc đời. Vậy là càng nghĩ, chúng ta càng chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực, đánh mất sự tự tin và tiềm năng tỏa sáng của bản thân. Cuộc đời là một cây cầu thang vô tận, cho dù chúng ta đứng ở bậc nào, phía dưới cũng luôn có người nhìn lên, cũng như phía trên luôn có người nhìn xuống. Ngẩng đầu, chúng ta có thể tự ti, nhưng cúi đầu, chúng ta có thể tự đắc. Vậy chỉ có nhìn thẳng, luôn luôn tập trung vào mục tiêu trước mắt, chúng ta mới có thể nhìn được bản thân. Khi bước qua tuổi trung niên, chúng ta đã nếm trải được rất nhiều điều cay đắng ngọt bùi, nên xây dựng cho mình một nội tâm vững vàng, không so đo, tính toán. Được mất trên đời càng xem nhẹ, bình yên càng dài lâu. Trong tác phẩm Luận Ngữ, Khổng Tử đã kể lại các giai đoạn thành đạt của cuộc đời. Trong đó có một đoạn như sau: Ngô thập hữu ngũ nhi trí vu học, tam thập nhi thập, tứ thập nhi bất hoặc. Có nghĩa là 15 tuổi chuyên chú vào việc học, 30 tuổi tự thân lập nghiệp, 40 tuổi không nghi hoặc điều gì mà tường tận hiểu thấu. Khi còn tuổi đôi mươi, cho dù bản thân rẽ nhầm và đi sai, chúng ta vẫn có thời gian để sửa chữa và làm lại. Thế nhưng ở nửa sau của cuộc đời, thời gian lại càng trở nên vô giá hơn, không thể nào lãng phí vào những sai lầm tai hại. Cánh cửa trung niên mở ra, hầu hết mọi người đã sống qua nửa cuộc đời, cần hiểu thấu và biết tận dụng những đạo lý xung quanh, biết rõ việc gì nên làm và việc gì không nên, để sống phần đời còn lại được an nhàn, hạnh phúc hơn. Nghe và suy ngẫm xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi hết video này. Nếu thấy video này hay, các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn, thân ái và hẹn gặp lại!